như chúng tôi đã đưa tin về vụ chìm tàu của 14 ngư dân ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, qua hơn 3 ngày bám trụ với biển khơi, đến tối qua lực lượng biên phòng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng cứu hộ và ngư dân đã trục vớt được chiếc tàu bị chìm. Khi tàu được trục vớt lên thì trên tàu không có nạn nhân nào. Vị trí xác định của chiếc tàu có trọng tải 35 tấn này khi phát hiện cách vị trí bị chìm gần 3 hải lý về phía nam. Sau gần 2 giờ đồng hồ, chiếc tàu bị nạn đã được xà lan lai dắt vào đến cửa danh Gieo Nậu. Như vậy, đến thời điểm này, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình và các lực lượng cùng ngư dân trên biển mới tìm kiếm được một nạn nhân và chiếc tàu bị nạn. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã và đang thường xuyên liên lạc phối hợp hướng dẫn tìm kiếm người trên biển, chỉ đạo hải đội 2 phối hợp chặt chẽ với các tàu cá của ngư dân và các lực lượng bám biển và có phương án trục vớt tìm kiếm các nạn nhân, chỉ đạo đồn biên phòng Ròn, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, đồn biên phòng Lý Hòa, đồn biên phòng Nhật Lệ và đồn biên phòng Ngư Thủy thường trực sẵn sàng tăng cường lực lượng hỗ trợ tiếp nhận nạn nhân và xử lý các tình huống, tổ chức tuần tra ven biển, thông báo cho nhân dân trên địa bàn để tìm kiếm, phối hợp với địa phương động viên gia đình các ngư dân trên tàu bị chìm ổn định địa bàn. Một thông tin bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa nhận được đó là cũng trong thời điểm tàu QB93714TS bị nạn, có một tàu đánh cá của ngư dân ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch đã bị chìm cách vị trí bị nạn của chiếc tàu này khoảng 10 hải lý về phía đông bắc. Trên tàu có 8 ngư dân. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đang xác định và tập trung phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm.